Đăng cầm học về ní, tạm bôi bằng hòa xa, xâm tốt đà rìm chục bóng, vị trí cỏ, vị trí cà rà ní, tu rực tu chết Campuchia hời. Cái vị bạch tạc cầm, rạp bò, lục xoáy, áo lạc khả ná, vị trí cà rà ní đồng minh chung niên, vị trí chỉ việc nâng chi ả kẹ nà dụ rớn, nấy ả kẹ nà dụ gật thán tu rực tu chết Campuchia, châm phúc biệt bệnh môi chung nuôn, rạp bò vị trí cỏ, vị trí cà rà ní, cam vị trí bên chất rực ọt, đã bán. Nhiều linh sao hạ mình ao đầm lấy đào vị trí có vị trí cà rì ní ở bờ sát thành ní từ từ chết mùi nỉ nụ bên ít tập bối đã chỉ nhận được cho một cảm vị trí nâng chia vị trí có ban bằng hoa xa xong tôi chụp lấy cả hới để tới gần nâng cầm hoa chữ cơ mùi nỉ tập bối bàn chai chai nước xá ở bờ lục xoáy ao lại khẩn á nâng ban sạch sẽ rịp rọt thà khổng niệm khổng nhóm chia vị trí có đôi chia phần lật cỏ nấy cam vị trí từ từ bình chất ớt sau một chia sấy trong phút ca đinh sau đã bắt bỏ đà rừng bóng kháng từ từ chết Campuchia hai khổng nhóm sân khâm thá bóng bóng nâng áp hơi tốt xâm rạp cầm hòa chứ cơn đại cả láng đòi ả chế tà nì chứ chong cõi một đoàn tiết chong là giấy thá xa lánh nâng cổ rộp rừng bóng chỉ bị xác bình chất nâng tức đoàn xâm liên nâng ảnh tạch ra rạc rìm rìm cho bóng kháng tù rụt tù chiệt chứ mùi nâng xa nụp bóng đá tạo bối ba mình chạy mùi khlia đà thá quam trơ nâng châu chất tù xa bóng bóng tăng tạp bị khmênh khmênh mơ bán ích kì chia xa xâm tố rô bò vì chê tạm bối đã bàn bằng hò xâm tố rìm cho bóng đà chê bị thi gà rà ní nâu sử thá ní tù rụt tù chiệt Campuchia bạn បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងតោតាបន្ថែមមុខជំនួយថ្មីលើហាងលក់គ្រឿងអលង្ការពិតជាមិនធម្មតាមែនហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមិនទាន់បើកដំណើរការផងពេលនេះតារាសម្ដែងតោតាបានប្រកាសបើករបរបន្ថែមថ្មីទៀតគឺការលក់សាច់គោនិងមាន់ដែលធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិសិល្បៈបើកផ្នែកធំៗស្ទើរគ្រប់គ្នានៅពេលដែលតារាសម្ដែងរូបស្រស់
ពីមុខចំនួនដែលជាក្តីស្រមៃរបស់នាងកាលពីក្មេងគឺបើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការដោយនាងបានដាក់ឈ្មោះថាអលង្ការតូតាដែលនឹងដាក់ដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗកន្លងនេះ តាអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍រំលងមិនបានប្រមាណថ្ងៃនេះពេលនេះនាងបានបង្ហោះរបបថ្មីមួយជាការងារថ្មីប្តីប្រាប់ថាមករៀនមើលឲ្យទៅតិចទៀតអូនឯងត្រូវប្រម៉ូតលក់គោលក់មាន់ឲ្យបងហើយ បានចាស់មានបោះដុំនិងលុរៀងកាលលើកឡើងរបស់តោតាបានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តរួមអាជីពក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបោះទុនអាជីពបើកមុខជំនួញធំធំរបស់នាងពេលនេះដែរតោតាពពោះប្រមាណ7ខែហើយតែនាងមិនទាន់ទម្លាយពីភេទកូនក្នុងផ្ទៃនៅឡើយទេតែបាននិយាយពីស្ទីលនៃការរៀបចំខ្លួនក្នុងពេលមានគាត់របស់នាងមើលទៅពិតជាសមសួនតែម្ដងហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការប៉ាន់ស្មានថាក្រោយសម្រាលកូនតោតាអាចនឹងបញ្ចប់អាជីពសិល្ប